tràn khắp vào sân để cổ vũ cho những chàng trai đến từ trường Hoài Hợn và những chàng trai của trường Tam Quan. Tại các khán đài xung quanh sân bóng của trường cho cơ sở Tam Quan Bắc để theo dõi buổi tường thuật của chúng tôi. Trận đấu thứ hai của bảng D môn bóng nam của Hội Khỏe Phù Đổng Thí Soi Nhơn năm học 2023-2024 giữa đội bóng áo vàng tiếng trống trường của trường trung học cơ sở Tam Quan Bắc đã vang lên và các em học sinh đã như một bầy chim vỡ tổ để đến cái khán đài của sân bóng để hòa lẫn trong niềm vui, trong hạnh phúc của sân khấu bóng đá. Đó là trận đấu mà chúng ta đang được chứng kiến trên buổi Phạm Việt Anh, rồi là em Hà Duy Đức. Đó đều là những và như tôi đã dự đoán, những chàng trai của nước dừa Tam Quan chắc chắn sẽ đá bùng nổ với đôi đá kỹ thuật mềm mại, và ở hiệp một này họ ở bên phía tay phải của chúng ta. Để các bạn theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn các em của trường Tam Quan tham dự giải đấu này ở môn bóng nam: số 15 Quốc Hưng, số 11 Hoàng Khôi, số 5 Khôi Luân, thủ môn Quốc Toàn mặc áo số 1, số 2 Duy Tân, số 3 Hoàng Duy, số 16 Thái Sơn, số 12 Trung Phú, số 4 Việt Tân, số 18 Minh Luận, số 20 Trọng Tân, số 24 thủ môn Hoàng Bảo, số 26 là Gia Vĩ và số 10 là Trần Khôi Nguyên. Tam Quan sút. Các chàng trai của Hoài Hương vẫn lạnh như tiền, không hề ngao đúng, bình tĩnh đón nhận quả đá phạt của đội bạn. Sút hơn. Em Hà Duy Đức số 9 là học viên xuất sắc của trung tâm bóng đá cộng đồng HBC năm soccer năm 2022 và em này đã lọt vào top 10 cầu thủ được tuyển chọn của Sở Thể thao Văn hóa tỉnh Bình Định năm 2022. Xin cung cấp vào với quý vị và các bạn quý vị cô giáo em một vài thông tin như vậy. Và như tôi đã bình luận trong trận đấu trước đó giữa Hoài Hải và Hoài Xuân, trận đấu giữa Tam Quan và Hoài Hương như là trận đấu của Bắc Sa và Ryan, trận đấu siêu kinh điển của thế giới và là siêu kinh điển của thị xã Hoài Nhơn. Và đúng như vậy, có lẽ các thầy cũng đã đánh một tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi như bầy chim vỡ tổ cho các em, để các em tràn ngập không khí bóng đá khắp nơi nơi. Nơi đó có tình yêu thương và nơi đó có sự sôi động bóng đá hòa lẫn với nhau để tạo nên một trận đấu rất được chờ đợi, và không khí bóng đá đã được lan tỏa vào những trái tim, những tâm hồn của các em trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu như mơ, anh chơi nguy hiểm. Người chơi bóng là cầu thủ mang áo số 15. Đó là Quốc Hưng. Trận đấu giữa Hoài và lúc này hàng hậu vệ 3 người của đội bóng áo vàng đang làm rất tốt để những cái bóng của các đội Tam Quan sẽ không còn đi được và trường của góc. Vâng, em cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Thạch. Chúc anh thường lộ bình an trên những chuyến đường, trên những cung đường. Vâng. Đúng rồi. Trung Phú. Đúng rồi Nguyên ơi. Đúng rồi. Giữa đây, nhanh. Đúng rồi. Rất hay. Phút. Xảy ra. Đúng rồi. Trở về đây đây. Có một sự thay đổi. Hey, quá Tăng Hưng. Tăng Hưng. Cầu thủ Hoài Hương có nỗ lực cầu lối nhưng bóng đã bay vào lưới của đội nhà. Tỷ số là 1-0. Một đều rồi. Trận này mà gồm có số 12 Gia Vĩ, số 1 Ấn Càng, số 10 Đức Dương, số 8 Việt Anh, số 11 Khôi Luân, số 7 Phạm Văn Quyến. Phạm Văn Quyến là cầu thủ thân lòng của bóng đá Việt Nam ở vòng chung kết giải đấu U16 châu Á vào năm 2000 diễn ra trên sân vận động Chi Lăng. Số 18 Hoàng Minh Quân, số 9 Hà Duy Đức, số 4 Trần Văn Khoa, số 15 Hồ Trịnh Bảo Khanh, số 17 Nguyễn Trọng Thảo, số 6 Bảo Nam, số 5 Trần Minh Thắng và số 16 là Phạm Cao Phát. Văn Quyến, chúng tôi nhớ Văn Quyến quá. Văn Quyến của SEA Games Việt Nam lần đầu tiên năm 2003. Văn Quyến của Sông Lam Nghệ An. Và hôm nay khi đến với quý thầy cô giáo, các em học sinh của thị xã Hoài Nhơn, cụ thể là tại trường cho cơ sở Tam Quan, chúng tôi lại gặp lại thần đồng bóng đá của Việt Nam, nhưng đó là Văn Quyến của trường Hoài Hương. Tỷ số trận đấu vào ngày đang là 0-0. Đúng là các thủ Tam Quan đá rất mềm mại như nước dừa vậy, ngọt ngào nữa. Quả chuyền vừa rồi cũng rất là có độ cong và kỹ thuật cao. Thời tiết đang ủng hộ và quý thầy cô giáo, các em học sinh đang dành toàn bộ thời gian để theo dõi trận này. Hốt bóng. Coi bóng vào nhà. Khôi Nguyên. Được rồi. Bỏ. Mọi chuyện sẽ phải đến với hai đội là phải làm lại từ đầu. Bởi vì tỷ số hôm nay đang là 1-0 rồi. Thành Đạt vô, xin chào lại Thành Đạt. Chào thủ đô đi nhá. Mình xin chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn, trong ngày thứ 6, thứ 7 chúng ta vừa qua thì bóng đá thị trường 7 đã sản xuất tới khoảng 35 trận đấu, một con số kỷ lục được sự lớn mạnh của trang truyền thông chúng tôi. Bóng đã bay rồi. Còn xong toàn võ đó là Tam Quan cố lên. Bạn Trần Lê Đức Toàn, Đức Dương, em Pui cố lên, rất tuyệt vời. Đức Dương bắt liền. Trận đấu đang diễn ra rất hay và cũng như lịch sử khi mà hai địa phương Hoài Hương và Tam Quan chơi với nhau cũng vậy. Không chỉ em của các trường cấp 2 mà ngay cả những đội mạnh của hai địa phương này khi đá với nhau cũng thu được rất nhiều sự quan tâm của những người yêu mến bóng đá ở thị xã Hoài Nhơn. Của cái đổ màn của Hồ Thanh Tuấn và Đức Dương. Để ngày chân á, chuyện cho sang luôn chứ. Là 6 mét. Dưới số 10. Vâng, em cảm ơn anh Lưu Hoành. Anh Lưu Hoành là bình luận phóng viên Nam Sơn mới tới nơi này quê hương của các chiến binh U11 và U12. Chúc em vui vẻ, cảm ơn anh rất nhiều. Bạn Nguyễn Thắng nói là Tam Quan cố lên. Cú đá hơi nhẹ và khó. Không cho qua kia, không cho qua kia. Với các bạn này không đức dứt. Ở dù mình đang được dẫn trước cũng giống như tình huống Hoài Hương mở tỷ số. Các em Tam Quan vẫn không vội vàng, đó là điều cần thiết. Nếu vội vàng dâng lên để tìm kiếm bàn thắng mà không chú ý ở phần phía sau, tức có thể đó sẽ là sự nguy hiểm tiềm tàng khi các cầu thủ bàn đầy sức mạnh. Đi. Oh. Mười 18 đội chỉ đạt 4 bàn. Không vào. Sẽ đạt 39. Bính chơi tự tin và nhẹ nhàng trong việc phòng ngự. Chào anh Nguyễn Ngọc Hạch nhá. Anh Nguyễn Ngọc Hạch là một phụ huynh của một cầu thủ của đội thị xã Hoài Nhơn U12 vừa rồi. Chào bạn Duy Tân nhé. Bạn Duy Tân nói là Tam Quan chiến thắng. Chào Quốc Việt nhá. Chào bạn Tấn Kiệt Lê. Tam Quan chiến thắng. Chào Nguyễn Minh Hiếu. Chào Hoài Nhật nhá. Bạn lùi ra bên đây. Rất nhiều bạn học sinh và các bạn khán giả đang theo dõi live một live trên 7. Nhanh lên chút nữa, chuyển trước bây giờ. Rất đơn giản, chỉ cần bình tĩnh thôi là các bạn áo vàng có thể không mất nhiều sức và cũng không mất nhiều động tác để hạn chế những cái bóng nguy hiểm của bạn. Gia Vĩ tăng lên lẻ thế. Đóng rào. Bạn Bảo Trần thì Bình Luận là Tam Quan chiến thắng rồi. Theo luôn. Không cho qua ơi. Dương đá hay quá. Đúng là một cầu thủ của trung tâm bóng đá cộng đồng MH được đào tạo bài bản, cộng thêm với tố chất. Em Đức Dương đang là người đeo vào trung tâm đội trưởng ở Hoài Hương và cũng đang là người kiểm soát của cuộc chơi dành cho các đội bóng. Còn trong lúc còn là Hoài Hương chiến thắng. Xin cảm ơn các bạn học sinh nhá, xin cảm ơn các con đã đến với sân bóng. Kìa chắc chứ, giữ bạn cho chắc chứ. Thấy mặt rõ là Trần mà. Người làm cha làm mẹ. Cái đó cỡ 200 á. Các bạn cùng sang hướng, các bạn cùng 70 200 á. Của hai đội bóng chúng ta cổ vũ rất nhiệt tình. Bạn Tam Quan quân bình tỷ số 1-1. Hoài Hương lại trở lại mạch đầu tiên của mình. Đó là ghi bàn dẫn trước từ quả đá penalty 7m. Rất nguy hiểm. pha đi bóng của Văn Quyến. Đúng rồi bạn đi luôn, đi không tới quá. Cái phần mềm này nó sẽ giúp cho hình ảnh đẹp hơn. Bạn Tuấn anh mà sao fan. Vâng, các bạn đã được bình luận nha. Theo số 9. Trung Phú. Đúng rồi, hèn lên Thái Sơn. Thái Sơn sút xa. Các bạn theo dõi trận tập trung vô. Của thầy Nguyễn Hồng Hà, trường Trung Thông Nguyễn Du và các chú trong ekip lao này 497 ở Quy Nhơn gửi tặng các em từng vật trực tiếp các trận đấu đầu tiên của giải để các em có những kỷ niệm và chúng ta có những phút xúc động trên sóng mang thêm những niềm vui trong những trận đấu sẽ diễn ra từ đây cho đến ngày 10 tháng 12. Trong chương trình ngày hôm nay 2 tiếng ở sân bóng đá của trường trung học cơ sở Tam Quan Bắc, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý thầy cô giáo để chúng ta có thể tấn công và ghi bàn. Khi mà tuyến giữa của các bạn Tam Quan không mạnh thì các bạn có thể áp dụng định lý Talet, đó là định lý về những đường thẳng song song ở hai bên để có thể chuyển theo bóng để các bạn có thể theo dõi. Và 2 điểm thi đấu của môn bóng đá nam của khối trung học cơ sở tại Hội Khỏe năm học 2023-2024 của phòng giáo dục đào tạo thị xã Hoài Nhơn là trường trung học cơ sở Tam Quan Bắc và trường trung học cơ sở Hoài Thân. Số 9 là Nguyên ơi, theo số 9 đây. Phú đây, Phú đây. Kỹ Văn và cảm ơn ông không tốt của người kia số vào kia đi luôn, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Trời ơi việc chạy đi đừng có nhìn cái mắt. Ông biết gì đâu. Đúng rồi. Đi luôn hơn, đi đâu. Bắt cho tay sang đi. Nhanh. Hiệp 1 kết lại với tỷ số là 2-1 tạm thời nhưng về đây. Dù sao bóng đã bay vào lưới, nó cũng tạo ra một chút hào hứng trên sân. Cảm ơn các bạn khán giả đã mang đến sự sôi động đó. Thì các em có thể sử dụng những đường tấn công biên dọc nhau song song với nhau, nhưng chúng ta vận dụng định lý Talet qua 2 đường thẳng song song để chơi vào bóng đá nó sẽ rất là thú vị, thi vị. Khi ngoài cái đường tiếp cận em Quốc Việt, như em Minh Kha, như em Trường An, đó đều là những học trò xuất sắc của ngôi trường đang có một sân bóng rất đẹp với bề dày truyền thống trong phong trào thi đua hai tốt, dạy tốt, học tốt của ngành giáo dục thị xã Hoài Nhơn. Đây cũng là một trong hai địa điểm thi đấu môn bóng đá nam của khối trung học cơ sở của Hội Khỏe May cùng với trường trung học cơ sở Hoài Tân. Đây. Đức Dương Hà Duy Đức, như tôi đã nói là học viên của trung tâm bóng đá cộng đồng HBC Soccer năm 2022 và là top 10 cầu thủ của tỉnh Bình Định được tuyển chọn năm 2022. Có lẽ chỉ bóng đá mới kết nối chúng ta lại, bóng đá chúng ta xích lại gần nhau nhiều hơn, và hôm nay có sự hiện diện của quý thầy cô giáo của các đơn vị tham dự, của đơn vị đăng cai bảng C ở D và các em học sinh, cổ động viên của các trường đã đưa chúng ta đến với nhiều cảm xúc. Đã đưa đến chúng ta những trận đấu chuyên môn cao và lượng khán giả rất đông, là nguồn cổ vũ động viên, động lực rất lớn, đưa thêm sức mạnh cho những đôi chân, cho những trái tim và cho những tâm hồn của những chàng trai của các đội. Thời tiết không mưa, không nắng, trời nhiều mây, gió nhẹ và một chút se se lạnh đã làm cho sức mạnh của các cầu thủ, các đội bóng, trong đó có hai đội Hoài Hương và Tam Quan được phát huy một cách tối đa trên nền cỏ xanh, mặt sân đẹp. Người vừa có bóng là Khôi Luân. Đi luôn Phúc, đi, không cho qua nha. Bên giữa đang là một sự theo Phúc. Hai đội rất cẩn thận. Mặc dù đang có một bàn rất sức, nhưng các chàng trai áo vàng của Hoài Hương vẫn không ngơi ngớt tấn công. Họ di chuyển trên khắp mặt sân rất đồng đều và các vệ tinh của họ luôn gần nhau. Đấy, chặn lại chứ. Quốc Hưng chặn lại bắt cái đòn. Một người cùng trang lứa với Phạm Văn Quyến ngày xưa vào năm 2000, đó là Phan Đình Thuật. Phan Đình Thuật có cách chơi và cái vẻ bên ngoài khá giống với Đức Sương, số 10 của Hoài Hương bây giờ. Khi Văn Quyến mang áo số 10 thì Phan Đình Thuận mang áo số 8. Bắn nhé. Văn Quyến của Hoài Hương mang áo số 7. Hát đây bình tĩnh ế gì. Theo 12, theo 12 đây. Sang, đi. Sang, lưu lại lúc nào. Lưu lại, theo chính là Phú. Lúc này thì các bạn Hoài Hương cũng đang chủ động làm giảm nhịp hữu tuấn của các bạn. Các bạn chắc chắn sẽ bùng lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng quân mình từ số 1 đều. Việc phong tỏa tuyến giữa, hạn chế tối đa sức mạnh của những ngôi đồ của các bạn Tam Quan sẽ là một điều mà các cầu thủ Hoài Hương sẽ triển khai trong những phút tiếp theo. Bạn bỏ đây, bỏ thủ môn. Nhà các biên đi, nhà các biên. Được các tuyến và chia rẽ được các mũi nhọn của bóng xanh thì Hoài Hương hoàn toàn có thể ghi bàn thắng với những cầu thủ xuất sắc của mình. À, là người cầm trực tuyến giữa của các thủ áo vàng. Của hai dưới đi bắt xa phải ăn đá phải thôi. Động lực của đội trưởng Quốc Hưng đã chuyên lửa cho các thủ Tam Quan và bây giờ họ có thể hướng tới mục tiêu xa hơn và chiến thắng. để lách ngược của chúng ta, lách ngược được cuộc chơi. Theo luôn. Theo dõi trận bóng này vậy, thoải mái hơn cái gì đó. Cũng hạt mưa nhỏ làm cho trận đấu trở nên thú vị hơn, có một chút mềm mại và một chút cộng tinh thần quyết liệt, nền cống hiến của hai đội nó sẽ giúp chúng ta xem đấu đá không ngơi ngất, không nghỉ ngơi và bất chấp tình huống đảo người của rất quý hiểm. Đó là Hà Duy Đức. Phá bóng là điều hết sức cần thiết của một hậu vệ để giải tỏa những tình huống đổ lại ùa ra cổ vũ cho những chàng trai của hai đội. Xin cảm ơn ban huấn luyện nhà trường, xin cảm ơn quý vị cô giáo và xin cảm ơn các em. Ngắn về đưa lên tiếp tóc sau này sắp vô kia tóc và làm như mấy cái đoạn là mấy đoạn nãy, nhưng đội bạn cũng rất nhanh. Như chúng đã nói với quý thầy cô giáo và các em ở hiệp 1, các vệ tinh xung quanh cầu thủ áo vàng Hoài Hương rất gần, cho nên là khi mất bóng họ đến với nhau và giúp nhau để giải phóng điểm rất nhanh và rất dễ dàng. Không được. Xin trả lời bạn Nguyễn Quân. Em ví Đức Phương như là Messi để Hoài Hương vậy, rất tuyệt vời. Một người được đào tạo bài bản cộng thêm với tố chất bẩm sinh, tất cả hai tố đó tạo nên số 10 tiền vệ tài hoa của trường Hoài Hương. Đúng rồi. Việt Tân không vào. Bất ngờ dễ lộn. Một pha tấn công bất ngờ của các bạn áo xanh Tam Quan. Thái Sơn khi mà đường tiếp cận cầu môn của đội bạn gần như rất bị hạn chế thì các em áo xanh của trường Tam Quan Nam phải tìm đến giải pháp sút xa là chính. Có cơ hội là họ bắn phá này. Rồi, xuống đi. Người vừa đi bóng là Cao Phát, cầu thủ mang áo số 16 của trường Hoài Hương. Khối tiểu học của Hội Khỏe Phù Đổng năm nay của thị xã Hoài Nhơn, năm học 2023-2024 chỉ có hai môn, đó là cờ vua và điền kinh. Hiện nay không chỉ có thị xã Hoài Nhơn mà các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Bình Định cũng đang sôi nổi tổ chức các hoạt động của Hội Khỏe Phù Đổng. Một trận đấu đều rồi. Sau khi áp dụng định lý Pallet ở hai bên rồi là những nguyên lý của Tam Quan ở trong giữa, các thủ Tam Quan họ có mình tỷ số 2-0 rồi. Người ghi bàn là Quốc Hưng. Và vào Mai Xuân đó là anh Minh Luận rất hay, đã làm tăng thêm động lực cho các cầu thủ và sự hấp dẫn cháy bỏng trên sân. Cảm ơn anh Minh Luận, vâng cảm ơn bạn rất nhiều. Như vậy là như tôi đã dự đoán và tôi đã nhìn thấy cái cửa sắt của các bạn Tam Quan. Chỉ có như vậy thì các bạn mới có thể vượt qua sự dày dặn tổ chức bài bản khoa học của phòng ngự Hoài Hương. Trong 18 trường trung học cơ sở Tam Quan Bắc, đơn vị đăng cai bảng B. Cái này là đã có một ngày rất khác so với ngày thường. 2 triệu mấy, gây 3 triệu. Cái đây của anh Hà mua dòng ống triệu rưỡi. Cái đây triệu rưỡi. Cái chân này đồ cũ. Cái chân này cái gì? Cái chân đó. Ngoài các hoạt động ngoại khóa và trong khóa và các giờ, các em của trường Hoài Hương đã làm đây một buổi chiều không thể bỏ qua, một buổi chiều mà tất cả ai đang có mặt ở sân bóng và những ai sân này sẽ không bao giờ quên một trận đấu rất tuyệt vời và tất cả những người của hai đội đều là những rất tốt của mình và đây là trận đấu mãn nhãn như vậy. Kinh nghiệm